Xin chào các bạn, mình là Thanh Xuân. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty luật CIS. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến thừa kế. Và chúng ta sẽ gặp lại chị Hồng Hạ, trưởng phòng pháp lý của công ty luật CIS để trao đổi và tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này nhé. Chào chị Hồng Hạ. Chào Thanh Xuân. Trước khi chúng ta trao đổi, mời các bạn xem tình huống sau. Anh hai. Hai em ngồi đi, con chào hai. Hai đứng nước đi. Hôm nay em gọi hai đứa đến đây để bàn lại việc chia lại di sản của ba má. Ba thì mới mất tháng trước, má buồn quá nên cũng đi theo. Ông bà nội, ông bà ngoại thì mất từ lâu. Hôm trước, anh có bảo là để lại căn nhà cho chú Út. Nhưng anh suy nghĩ lại, anh là anh cả. Chuyện hương hỏa nhan khói cho ba má thì anh sẽ lo, nên anh sẽ lấy căn nhà này. Hai đứa thấy sao? Hôm trước, anh với em đã thống nhất với nhau sẽ để lại căn nhà này cho chú Út rồi mà. Với lại, anh với em cũng đã có nhà cửa cả rồi, chỉ còn lại chú Út thôi. Từ nhỏ, chú Út cũng sống chung với lại ba má. Lúc ba má ốm đau thì vợ chồng chú Út là người chăm sóc cho ba má chu đáo. Anh với em ở xa đâu có về kịp. Em thấy căn nhà này để lại cho chú Út là hợp lý rồi. Anh à, em cũng là con trai ruột của ba má, do là việc nhan khói em sẽ lo chu đáo. Hôm trước thì anh chị cũng thống nhất là đưa em căn nhà đó cho vợ chồng em. Em cũng đã nói vợ em rồi, bây giờ sao anh chị đổi được? Hôm trước anh chị nói miệng thôi, không có giấy tờ, cũng không có ai làm chứng nên chuyện hôm trước bỏ qua. Sao được anh? Anh là người lớn, anh sao nói nút lợi gì được? Mày nói hai vậy sao mày? Mọi người cứ bình tĩnh đã. Thôi em thấy như vậy nè, mình có ba người, như vậy căn nhà này chia ba đi, mỗi người sẽ được một phần ba căn nhà. Phần của em á, em sẽ nhường cho chú Út. Như vậy á, chú Út sẽ được 2/3 căn nhà. Nhưng mà chú Út á, sẽ ở căn nhà này. Chú Út sẽ gửi tiền lại cho anh, tiền 1/3 căn nhà. Anh thấy như vậy có được không? Dạ em biết chị ba. Cô ba nói vậy em cũng đồng ý. Cô ba không nhận phần di sản của mình thì phần đó không tính. Bây giờ căn nhà được chia đôi, nếu chú Út mà lấy căn nhà thì đưa lại cho anh 1/2 giá trị căn nhà. Xin chào mọi người. Với tình huống này có một số vấn đề chúng ta cần quan tâm như sau. Thứ nhất, di sản thừa kế trong trường hợp nêu trên là căn nhà. Thứ hai, do bố mẹ chết không để lại di chúc nên căn nhà này sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Thứ ba, những người được hưởng thừa kế là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Cụ thể trong trường hợp này, ba người con sẽ là người được hưởng di sản thừa kế của bố mẹ để lại. Thứ tư, về cách thức phân chia di sản thừa kế thì những người thừa kế có quyền họp mặt để thỏa thuận về cách thức phân chia di sản và phải lập thành văn bản. Thỏa thuận về phân chia di sản thừa kế là nhà đất thì phải được công chứng. Nếu không có thỏa thuận thì về nguyên tắc di sản sẽ được chia đều cho những người thừa kế. Do thỏa thuận phân chia di sản lúc đầu của ba người con không được lập thành văn bản nên thỏa thuận đó không hợp pháp. Người anh hai là một trong những người thừa kế nên có quyền yêu cầu chia thừa kế. Theo đó, mỗi người sẽ được 1/3 căn nhà. Tuy nhiên, người chị ba không muốn nhận di sản mà muốn nhường lại cho người em út. Nếu như vậy, giữa hai người này phải lập thành văn bản thỏa thuận phân chia di sản và ghi rõ nội dung về việc nhường phần thừa kế cho người em út. Văn bản thỏa thuận này thì phải được công chứng thì mới có hiệu lực. Theo đó, người em út sẽ được nhận 2/3 căn nhà và người anh hai được 1/3 căn nhà. Người em út và người anh hai có thể thỏa thuận về việc định giá 1/3 căn nhà và thống nhất người anh hai được nhận tiền, còn người em út thì được nhận nhà, hoặc là ngược lại, người anh hai được nhận nhà và đưa lại cho người em út phần tiền giá trị bằng 2/3 căn nhà. Nếu không thỏa thuận được thì căn nhà này được bán và chia theo tỷ lệ. Vâng, như vậy qua tình huống vừa rồi, các bạn lưu ý rằng thỏa thuận về việc phân chia di sản giữa những người thừa kế phải được lập thành văn bản. Đặc biệt, thỏa thuận về phân chia di sản thừa kế là nhà đất phải được công chứng thì mới có hiệu lực. Thưa chị Hồng Hà, như chị có trao đổi, khi người chết không để lại di chúc thì sẽ chia theo quy định của pháp luật. Theo đó, những người được hưởng thừa kế
là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Trong trường hợp những người này không còn thì như thế nào ạ? Trường hợp người chết không để lại di chúc, hoặc là có di chúc nhưng di chúc đó không hợp pháp, hoặc các trường hợp khác theo quy định của luật thì sẽ chia thừa kế theo pháp luật. Theo đó, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự hàng thừa kế như sau. Hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Hàng thừa kế thứ hai gồm ông nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết. Cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, ông ngoại, bà ngoại. Hàng thừa kế thứ ba gồm cụ nội, cụ ngoại của người chết, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắc ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. Theo đó, di sản của người chết sẽ được chia đều cho những người thừa kế theo thứ tự hàng thừa kế lần lượt từ hàng thừa kế thứ nhất, thứ hai và cuối cùng là hàng thừa kế thứ ba. Nguyên tắc là những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, hoặc là không có quyền hưởng di sản, hoặc là bị trút quyền hưởng di sản, hoặc là từ chối nhận di sản. Vâng, như vậy chúng ta đã hiểu thứ tự nhận di sản thừa kế khi người chết không để lại di chúc như chị Hồng Hạ vừa tư vấn. Xin cảm ơn chị. Nếu bạn có những thắc mắc hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến thừa kế, bạn có thể comment bên dưới video này hoặc liên hệ với công ty luật qua số điện thoại 028 3911 8581 hoặc email info@cis.vn để công ty luật có thể giải đáp nhé. Các bạn đừng quên like, subscribe để tiếp tục theo dõi những giải đáp pháp lý và share để truyền tải thông tin hữu ích này đến mọi người. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.